Theo thống kê của ngành công thương, thị trường bán lẻ trong khoảng một năm trở lại đây đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn. Khảo sát tại hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện các loại thực phẩm chế biến sẵn và các loại gia vị nêm sẵn khá phong phú, dồi dào, đủ thương hiệu trong và ngoài nước, với giá bán từ vài ngàn đến vài chục ngàn một sản phẩm. Tại 47 cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn bao gồm cả thực phẩm đông lạnh, gia vị tẩm ướp gần đây tăng lên rõ rệt, chiếm đến 30% trong tổng mức tiêu thụ hàng hóa. Thực phẩm chế biến sẵn thường được các gia đình ở khu vực đô thị ưa chuộng bởi sự tiện lợi và nhanh chóng. Trước xu thế tiêu dùng mới hiện nay, hệ thống bán lẻ của tỉnh đang tập trung đẩy mạnh kinh doanh ngành hàng thực phẩm chế biến sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng.